tí xíu nếu cô cho con quậy nha con. À được à, là coi như mỗi người phải giúp tay chứ. À, giúp tay là... mấy cục cô ha. À, chèo thôi nữa cái đó lên, rồi em lên, chèo quá, lên chèo lên lên chèo lên à, lên cây bưởi hai lá chanh. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bếp Nhà Bà Tám trên kênh Avicali. Và ngày hôm nay là một cuộc hội ngộ rất là đặc biệt mà trời ơi, trong căn nhà của chúng ta rất là đông, rất là đông. À, chị Hoàng Mỹ Vân có thể giới thiệu những vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay được không ạ? Ngày hôm nay á, ngoài những gương mặt rất là thân quen giống như là mẹ Ngọc Dung nè, rồi à, bé Bella nè, đầu bếp chính của Avicali nè, rồi ca sĩ Đông Quân nè, thì còn hai vị khách rất là đặc biệt luôn. Mà cái vị khách mà Mỹ Vân rất là trân trọng và quý bởi người này chính là cô giáo mà rất là giỏi của trường của mẹ nữa mẹ ha. Và tất cả những học sinh mà đi thi về cái ngành cosmetology thì chỉ cần gặp cô là coi như thành công hết, đậu hết, người nào cũng có một cái bằng để mang về đi làm kiếm tiền một tháng 4-5 ngàn luôn. Cô là coi như cô chỉ cần búng lại một cái là cô đó. Và cô là không những là một cái giáo viên rất là giỏi, rất là tận tâm, thì cô còn là một đầu bếp mà khi nào mà đến bếp của cô cũng được ăn rất là ngon. Ngày hôm nay mẹ Dung đã mở lời và cô đồng ý đến Bếp Nhà Bà Tám để giới thiệu đến quý vị những cái món ăn đặc sắc vô cùng. À, đó chính là cô Đoàn. Dạ, xin cô gửi lời chào đến quý vị khán giả. Xin chào đến quý vị khán giả. Dạ, cô Ngọc Dung và dạ, các em. Con làm sao? Đông quá cô hoảng rồi. Tại vì giới thiệu cô hay. Tại vì mẹ biết xong con giới thiệu cô thấy ờ ha cũng đúng ha, cũng đúng ha, cũng đúng, cái cô lo cái vụ đó, cái cô quên chào luôn. Chứ thường là cô Đoàn nói coi như là như sáu còn hơn nữa. Dạ. Ấn tượng của Đông Quân đó là ngày hôm nay cô Đoàn chơi một cái màu hồng rất là tươi. Và người phụ nữ thứ hai, một người phụ nữ cũng rất là đúng, tuyệt vời, cũng một diện một cái áo màu hồng mà màu hồng này còn đậm màu hơn nữa, đó là màu hồng cánh sen. Màu hồng cánh sen là cái màu mà Mỹ Vân rất là yêu thích thiên đó, rồi Đông Quân cũng yêu thích nữa. Mà không những cái người phụ nữ này mặc áo hồng đẹp mà còn có khuôn mặt rất là xinh đẹp nữa. Nhưng mà ngày hôm nay cô ấy không đến đây không phải là một người thể hiện được cái tài năng nấu ăn, mà thể hiện được cái tài năng là có thể dùng chung bữa và mang lại cái niềm vui cho gia đình của mình. Đó chính là chị Mai. Xin chào cả nhà. Chị Mai ơi, Mai, nấu ăn chị Mai. Chị biết rồi không? Bởi vì con mới nói là ngon lắm. Chị đến với mình không có nấu ăn mà chị sẽ là cái người thưởng thức món ăn. Để lần sau chị sẽ mang những cái món ăn ngon hơn, đặc sắc hơn đến với tất cả quý vị. Chị đến với Bếp Nhà Bà Tám là chị có ý định gì? Hay là chị là một cuộc dạo chơi vòng quanh thôi? Hay là chị có một cái ấp ủ, một cái điều gì để góp phần cho Bếp Nhà Bà Tám được màu sắc hơn không ạ? Mình đã theo dõi Bếp Nhà Bà Tám ở trên kênh YouTube rất là lâu rồi và mình rất là thích. Và mình rất là thích hai bạn nói rất là hay về những cái món ăn thật là ngon. Mình bữa tối ngủ không được, lên coi cái là ôi dồi ôi đói bụng quá. Chị Mai, thật sự mà Bếp Nhà Bà Tám mà tụi em nấu toàn những cái món toàn là những cái món ăn mà đụng đúng không ạ? Có nghĩa là có tụi đâu em nghĩ trong ra được một cái món ăn gì đó và trong tủ lạnh có cái món ăn gì đó là lại mong ra. Bởi vậy hôm nay mình tới đây cũng là đụng luôn đó. Mình đi ngang qua mình nghe mùi thơm á, đói bụng quá phải chạy vô để xem mọi người hôm nay nấu món gì đây. Dạ, rồi còn có Bella nè. Bella dù là rất là thân thiết với Bếp Nhà Bà Tám nhưng ngày hôm nay thì Bella sẽ cùng lên chia sẻ, bởi vì Bella là học trò cưng của cô Đoàn luôn. Dạ, đúng rồi. Wow, vậy là một ngôi nhà rồi đó. Dạ, em thì em cũng tốt nghiệp cách đây có khoảng một năm rồi. Là năm trước là em cũng nhờ cô Đoàn rất là nhiều cho nên em mới đậu, xong rồi có một cái bằng
Dạ, để đi ra kiếm 4-5 ngàn. Dạ. Xong rồi, hôm nay tình cờ có dịp gặp lại cô, em rất là vui. Dạ, hôm nay lại được cô truyền kinh nghiệm cho những cái món ăn của quê cô nữa. Cô hôm Mai, nay cô vào bếp cái món gì vậy cô? Cô Mai thấy mát ruột chứ cô Mai. Cô đợi. Cô đợi. Cô đợi. Cô Mai. Cô đợi. Trời ơi, mình kêu mình làm cô đợi. Cô Mai. Cô đợi. Em liệu em có bị bệnh liệu á. Là hôm nay nhiều người quá. Đúng rồi. Thôi bây giờ cô Đoàn kể cho mọi người nghe là tại sao cô Đoàn muốn chọn cái món ăn đặc biệt để đến với bếp nhà bà Tám trong lần đầu tiên này, và cái món ăn đó là món ăn gì? Trong tình cờ tôi qua cái điện thoại cô Dung, tôi được cô Dung giới thiệu cái bếp nhà bà Tám. Tuy rằng tôi đã coi chương trình này nhiều lần, nhưng mà tôi chưa bao giờ tôi nghĩ tôi được có cơ hội lên đây để trình bày cái món ăn mà mình hay nấu hay thích ở quê nhà, đó là món cơm gà Phú Yên. Phú Yên. Bởi vậy Đông Quân biết có hơi hướng của Phú Yên cho nên Đông Quân bật kéo dài của miền Trung. Phú Yên nó mới cái thành phố nó nằm giữa Nha Trang và Quy Nhơn. Và được người ta biết đến bằng cái câu thơ ai về thăm xứ nậu nhớ ghé hoa vàng trên thảm cỏ xanh. Hoa vàng trên đồng cỏ xanh. Nó là Phú Yên quê tôi. Cái đặc biệt của món cơm gà Phú Yên, tôi xin nói sơ tí xíu, là nó hơi khác vì nó có một cái món rau rất là quê. Rất là quê của quê tôi, đó là món é trắng. Con chưa bao giờ nghe đâu é. Ở ngoài chợ nó có bán không chị, hay là nhà chị chồng? Ở đây thì không có, chưa thấy bán. Chỉ có những người quê Phú Yên thì họ chuyện giống nhau, họ trồng ở nhà. Nhà cô có trồng không? Có. Vậy mà bệnh sinh đây con có một tí là trong món của cô là có cái rau này. Sáng hôm nay cô Đoàn mới giới thiệu cho bếp nhà bà Tám là nhà của cô Đoàn có rất là nhiều các loại rau. Và cô Đoàn có nhà ý là nói ai muốn ăn rau thì qua nhà cô Đoàn, cô Đoàn sẽ cắt chọn. Có những cây lan rất là đẹp, 8 nhánh luôn. Và những cây đào mỗi lần Tết á. Cô Đoàn ơi, cô Đoàn hãy nhận con làm con nuôi đi cô Đoàn. Cảm ơn cô Dung rất nhiều. Nếu mà tôi không có dịp để được làm việc với chung với cô Dung thì thật quá là cuộc sống nó thiếu nhiều cái chuyện thú vị. Thôi bây giờ nè, trước khi mà cô Đoàn vào bếp á thì cho Đông Quân hỏi mỗi người nha, cùng chia sẻ là cái khẩu vị của mỗi người. Thí dụ như là Bella thích cái khẩu vị, Bella thích món gì nhất nè? Dạ, tại vì em là người miền Nam, miền Tây, cho nên là em thích mấy món như là hủ tiếu Nam Vang. Một món thôi. Hủ tiếu Nam Vang. Còn chị Hoàng Mỹ Vân. Trời ơi, sao mà hỏi cái vụ ăn uống mà kêu nói một món sao thấy khó quá. Đúng rồi. Lỡ mà mình nói ra một món cái xong cái người nào mà thích mình để người ta cho mình ăn món đó hoài là mình xỉu luôn. Cho nên là Mỹ Vân không có bao giờ nói ra món ăn Mỹ Vân thích đâu, tại vì sợ lúc đó là chỉ có em biết Mỹ Vân thích món gì rồi. Chắc là đâu cũng biết cái món đó là món gì, món chay hả? Món ăn hoài không có chán. Đúng rồi. Và mẹ Ngọc Dung. Mẹ Ngọc Dung thì thích ăn món canh chua cá kho tổ. Canh chua cá kho tổ. Còn cô Mai. Cô Đoàn. Cô Đoàn. Trời ơi, hôm nay em bị liệu. Xin lỗi chị. Cơm gà Phú Yên hoặc là cũng là món gà nữa, mà là phải là cháo gà bắp gỏi với lại lá é. Mọi người thấy không? Rồi chị Mai. Mai. Mình hả? Chết rồi. Mình có cái tật mình thích đủ thứ cho nên món gì rồi đủ thứ. Đừng có nói là món rai nha. Cái món nào ăn hoài không ngán hết thì bị dân dành rồi đó quý vị. Thật sự ra là Việt Nam chúng ta có rất là nhiều các món ăn ẩm thực Việt rất là phong phú, và Đông Quân cảm thấy rất là tự hào vì chúng ta là người Việt Nam, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta cùng vào bếp nha. Cùng vào bếp với cô Đoàn với món là cơm gà Phú Yên. Xin mời.
Và bây giờ Mỹ Dân đang rất là nôn nóng để đi vô cái bếp nhà bà Tám để xem là cô sẽ dạy cho Mỹ Dân cũng như dạy cho tất cả mọi người cái món mà đặc sản của quê, thí dụ như quê Mỹ Dân nó là quê tôi, nhưng mà quê của cô nó là quê cô. Quê tôi luôn. Quê tôi luôn á. Cô mà con thắc mắc là cái giọng Phú Yên á, cái những cái người dân ở Phú Yên nói cái giọng rất là đặc biệt của cái vùng đó, thì cô có thể nói một câu với quý vị khán giả mà bằng cái giọng Phú Yên không cô? Nấu quế á, nấu máu vô tới trong này á, nấu lạc đường không biết ở đâu ráo hết. Không biết ở đâu ráo. Không biết ở đâu ráo hết hả? Ồ, vậy là cô có nhận ra là cái giọng của cô là có sự pha trộn ở cái miền nào với miền nào? Cái miền Trung thôi. Nói chung là nó ở giữa ha. Miền Bắc với miền Trung hả cô? Không, nó ở mé giữa gần miền Nam đi ra miền Trung một chút xíu đó. Phan Thiết rồi ra cô nữa là Nha Trang thì không, Nha Trang rồi tới Phú Yên rồi đó. Mới tới Quy Nhơn đó. Con là Quy Nhơn nè, con là dân Bình Định nè, bánh giỏ. Nói tới Phú Yên á thì mọi người á sẽ biết được quê hương của những ca sĩ ở đó, ca sĩ cũng nổi tiếng thành danh, đó là anh Quang Dũng nè. Hoàng Long, anh Quang Dũng, anh Quang Dũng là ở Bình Định, ở Bình Định cũng là dân nẫu với lại Hoàng Lê Vy đó. Theo như Đông Quân được biết thì là anh Quang Dũng với Hoàng Lê Vy là người Phú Yên, còn cái thông tin mà Bình Định thì Quân không biết đó. Thì thật sự mà nói là ở Phú Yên cũng có những nhân tài đúng không? Nhất là mỗi lần mà ra cái khu vực miền Trung á thì thường là món gà đặc biệt. Thôi bây giờ mình vô cái món gà bây đi. Bây giờ cô giới thiệu cho quý vị biết là những cái thành phần trong cái món là cơm gà Phú Yên của mình sẽ có những cái gì hả cô Hà? Tôi xin giới thiệu đến quý vị món cơm gà đặc sản Phú Yên. Cơm gà thì cũng có rất là nhiều nơi họ nấu, nhưng mà mỗi nơi nó có một cái hương vị khác nhau riêng Phú Yên. Cái đặc sắc của cơm gà Phú Yên là có cái món rau quế trắng. Rau quế trắng. Cái này gọi là é trắng. Nó cũng gần dòng họ với lại rau quế. Nhưng mà nó màu trắng, nó có một cái vị thơm đặc biệt hơn một chút xíu. Bây giờ mời mấy em ngửi thử cái mùi này, nó sẽ làm cho mình rất là bắt với lại mùi, wow, thơm lắm luôn. Mùi thịt gà. Đầu tiên là cái thành phần chuẩn bị, các bạn chuẩn bị con gà. Đi bộ thì càng tốt vì gà đi bộ nó thích hợp với con gà tập tạm cô. Hả? Có gà tập tạm không cô? Có gà chạy bộ không cô? Gà, cô chỉ nhớ gà quý phi. Dạ. Gà quý phi. Nghe có cái gà mà đặt tên là gà quý phi. Và tiếp theo là quý vị có thể chữa có cái loại rau quế trắng. Nếu không có quế trắng các bạn có thể thế bằng rau răm. Và kèm theo đó thì gạo phải ngâm sẵn trước đi, rồi bên đó những thành phần phụ vô thì tỏi, gừng. Gừng thì luôn luôn đi chung với gà, nước chanh, nước mắm, ớt, dầu và tí xíu nghệ để làm cho màu cơm nó có màu sắc nó đẹp. Và cái thành phần phụ để chuẩn bị là các bạn có thể dùng giá để làm đồ chua, cà rốt và miếng ớt đỏ để làm cho màu sắc nó thêm hấp dẫn. Nhưng cũng không thiếu là gà luôn luôn đi với chanh. Đúng rồi, chanh. Bây giờ trước hết mình dùng cái son để bắt son nước lên. Trước khi bỏ gà vô các bạn có thể bỏ vào một cái lá chanh cho nó thơm gà. Cho lát gừng vào để cho nó thơm. Thế con sẽ sắc gừng cho cô. Được rồi, đủ rồi. Dạ. Và cho vào đây một muỗng muối. Muỗng muối. Con sẽ lấy muối. Bếp nhà bà Tám là có đầy đủ hết cô. Cái gì? Cô kêu muốn, hay tí mà. Cái nó là muốn cần có một cái là ông bục hiện lên cho liền. Rồi tiếp theo là cho miếng đường phèn. Dạ, cho miếng đường phèn con cũng có. Cho nó dịu tí xíu. Cô cho con quậy nha con. Được. Coi như mỗi người phải giúp tay chứ. Giúp tay. Mấy cục cô ha. Chèo lên, chèo lên, chèo lên.
lên treo lết. À, lên quý vị cây có thể... bưởi hai lá chanh. Gà thì là tôi đã chuẩn bị rửa sạch sẽ rồi cho nên quý vị bỏ con vào. Nó trào quá. Dạ, con nghĩ là mình có cái đồ gấp á hả? À, cô ơi, được, cẩn thận củi lửa, cô ơi, cô à, cẩn thận củi lửa. Con đang đứng trước cái nồi. Bèo la, em muốn trắng không Bèo la? Dạ, dạ, em thấy em trắng đủ rồi. Hồi xưa đó, cô Cám có hỏi cô chị là chị Tắm ơi, chị Tắm, làm sao mà chị Tắm có nước da trắng nõn nà thế? Thế là cô Tắm kêu là em nấu một nồi nước sôi em nhảy vô là em trắng. Trời ơi, kinh khủng. Bây giờ anh áp dụng cái lời đó anh nói với em vậy cô Bèo la. Em cũng thích trắng. Rồi xanh cô ha. Rồi tiếp đến thì trong lúc mình chuẩn bị cho gà chín thì mình có thể làm món chua. Dạ. Món chua thì bạn có thể làm giá. Giá nè. À, cắt một vài lá cà rốt cho nó có màu. Cắt mình cắt sao cô ha? Mình cắt sọc hả? Cắt dài. Cắt dài ha cô ha? Cắt gì phải không cô? Cắt sợi phải không cô? Cắt sợi. Mình cắt sợi bự hay mình cắt sợi nhỏ? Nhỏ mỏng mỏng nó đi chung với. Mỹ Dân cái tưởng tượng là cắt cho người yêu ăn hả Mỹ Dân? Vậy là Mỹ Dân, người yêu Dân có răng nhiều lắm cho nên thích ăn giòn giòn. Mỹ Dân mà nói cái tới cái món ăn gì mà liên quan tới người yêu thôi cô. Làm đúng cái gì rồi cho người yêu thôi là bà tỉ mỉ từ đúng sáng rồi. 5 giờ. Đúng rồi. Như vậy nếu là đúng chứ, đã mình cái gì mình yêu là mình phải chăm đúng sóc. Dạ, đó. Thấy cái chưa? Gì yêu là chăm không, sóc. À, không không yêu thì không chăm sóc, yêu là chăm sóc mà nó là bà. Cô vừa dạy nấu ăn mà cô dạy yêu tâm lý luôn. Đó. Cô là một nhà tâm lý học, là một giáo viên rất là giỏi trong cái ngành thẩm mỹ mà còn là một giáo viên rất là giỏi trong ngành nấu ăn và còn là một giáo viên rất là giỏi trong ngành tư vấn nữa. Nói vậy Mỹ Dân được cô Mai nói rồi nên cũng Cô đoàn. Hình như là cái cô Mai đó nha. Nó ăn trong cái não tôi rồi. Trời ơi là sao. Rồi sao đứa cô mình muốn gì nữa. Cho xin một chén mình có bỏ cắt này không? Cắt chừng 2-3 lát thôi. 2-3 lát hả cô? 2-3 lát mỏng hả cô? À 2-3 lát mỏng. Nó kiểu vậy hả cô hả? À nó. Dạ cô thấy con cắt giỏi không? À sợ cô khéo tay quá rồi. Dạ khéo tay tại vì là con cô Đoàn đó. Cô được nhận làm con là cô mình bỏ vô đây luôn hả cô? Rồi bỏ vào đây nè. Rồi cho một chén giấm này. Một chén luôn. À một chén này. Ủa? Thì khoảng chừng đoàn, đây cô Đoàn ở trường Santana cô Đoàn dạy môn à, cô dạy môn cosmetology mà hồi nãy bữa nói nay tiếng cả. Tiếng Mỹ con không hiểu ý con hỏi là tiếng tóc, Việt tóc nail hai mũ hay cô ba mũ facial. Nói chung là cái gì về cái ngành là cô dạy hết. Oh, yeah. Tóc nail được cô. Nếu các em muốn barber cô training barber luôn. Bởi vì nhìn cái tóc của kìa trời. Tóc của mẹ của mình á là toàn là bộ là cô Đoàn cắt hết. Trời ơi, tóc màu hạt dẻ. Trời ơi. Bỏ vào đây khoảng một muỗng muối. Nước không, không không bỏ muối, bỏ nước cho nó vừa ngập với vừa ngập luôn. À rồi. Vậy là rồi, mình có với giấm với nước không đúng không? Với đường nữa. Cho hai muỗng đường. Ủa để làm cái gì vậy cô? Để làm chua. Chua đấy con. Để làm món làm tức chua. Thì luôn hả cô? Làm cái là ăn được liền luôn hả cô? Làm là ăn được liền. Tự vì khi mà mình chuẩn bị cái này thì trong lúc này mình vừa bỏ vào thì nó. Cô thấy con cho muối thì điệu nghệ không? Ốc đường chứ đâu cô đâu. Đường. Dạ đường hết. À đúng rồi. Cho đường mà nói muối á cô. Là tự vì nếu mà mình bỏ muối vào thì cái rau nó sẽ không mất cái độ giòn. Dạ. Và bạn có thể bỏ lên đây vài cục đá cho cái rau giữ cái độ tươi và giòn để ra cái rau. Wow. Đây nhưng là mà mình không bỏ đá mình bỏ vào tủ lạnh có được không cô? À, được. À, mình bỏ vào tủ lạnh thì cũng rất là tốt. À, còn cô không bỏ vô ngăn đá thì sao cô? Hả? Bỏ ngăn đá thì mang ra đông lạnh luôn. Thì đem em đi đâu là tiếng của cô ơi, có nghĩa là cái này á mình chỉ có bỏ giấm nè, bỏ nước và bỏ đường thôi. À, hả? Ờ. À, rồi mình để ra tới đúng đúng rồi mình đi ăn mình ăn á thì là nó vừa đủ để con nó thấy ngon quá, con thấy thơm rồi. Quá con cảm ơn cô. Cái thứ hai để mình phải chuẩn bị á là hành tây. Dạ, hành tây để hành tây. Là mình sắc mỏng. Cái này ra đúng không? À, dớt mà dớt cái giá này chắc vui lắm nè. Hai đứa kìa nói để cô đang dạy mà hai đứa nói gì. Cô nói đi cô. Cô nói đi cô. Mình có thể dùng dao hai lưỡi mình sắc để nó mỏng. Cô như thế này dạ. À, thì nó tốt. Còn chỉ nói vậy thôi. Cái này tôi đã sắc sẵn đây, rồi đây. Mình có dạ thể ngâm. Mình dùng đá với nước lạnh ngâm cho nó giòn. Mình không cần bỏ gì hết.
chỉ đá với nước lạnh vì cái độ mỏng này nó làm cho cái cây của hành bay đi mất. Dạ. Khi mà mình trộn vào gà thì nó sẽ thơm ngon. Dạ, con thắc mắc là cái này mình để làm gì cô? À, mình trộn với bắp gỏi hả cô? Mình trộn vô gà, gỏi gà. Dạ, còn cái này là mình ăn riêng với cơm bên ngoài. Dạ, hai cái nó khác nhau. Ừ. Rồi tiếp theo đó, bạn có đã có lá é trắng. Ừ. Mình lặt rửa sạch. Nếu không có cái rau é trắng này thì bạn sẽ dùng rau răm. Thế é trắng. Công nhận cái nồi nó cũng hạn chế quá ha. Hạn chế phạm vi quá. Cô ơi. Rồi bây giờ mình có thể sắt cái này ra để chuẩn bị chút nữa. Rồi để con sắt cho cái dù sắt và con khoái lắm á. Sắt rồi. Mình sắt nhuyễn hay là mình sắt sao mình có thể bỏ mấy cái cọng gà đi, mình lặt. Mình chôn con gà, mình chôn con gà. Mình chôn con gà. Hai kiếm cái nói kiếm cái gì? Ào quá cô ha. Thì nhà thì cũng phải có người hiền, người thùy mỹ như mỹ dân, cũng có người quậy như đông quân. Dễ sợ đó. Cái nước đó mình có mình giữ nước không có. Mình giữ nước đó, bây giờ mình mới bắt đầu nấu cơm nè, luộc gà chín rồi, bây giờ mình nấu cơm nè. Dạ. Mình sẽ lấy cái nước luộc gà để mình nấu cơm luôn. Lấy nước luộc gà để nấu cơm, chiên gạo nấu cơm. Cho cô một cái chảo. Con xí nha, tại vì cái này chưa chín coi. Được rồi. Cô có gà chín rồi. Dạ con thấy cái cô ơi, con sát nhiệt phải không? Chính hả cô ha? Rồi. Chính rồi. Sát nhiệt phải không? Sát nhiễm một ít để mình trộn. Vậy là uống ba la được chưa cô? Ủa lấy cái chảo, cái nồi con. Chảo để rang gạo. Được chưa? Không, cái chảo để rang gạo phải không cô? Con lấy cái này ra nha, bỏ cái chảo vô ha cô ha. Lấy. Rồi con cảm ơn cô. Coi như gà đã chín rồi. Bây giờ mình bắt đầu mình chiên. Chiên gạo. Chiên gạo. Có cái nồi nào để nấu cơm, có cái này có nắp dung không? Dạ. Cái nồi này được không cô? Được, cũng được. Dạ, nhưng mà phải cái nào cũng có nắp dung. Dạ có. Có nắp. Nồi là phải có nếp, có nắp. Dạ. Không, không, cái này phải mình để mình chiên gạo rồi. Xong rồi mình nấu rồi mình, mình bỏ vào. Bởi vậy mà tà lanh tà lẹt. Thôi bây giờ anh đi lấy cái nắp nha. Dạ, để con bắt. Dạ bắt đồ nóng rồi đó con. Bạn dùng chừng hai muỗng nắp con nắp hai muỗng dầu, hai muỗng canh dầu. Dạ. Với lại trong này tôi có khoảng chừng ba cắp gạo. Tôi đã ngâm sẵn. Cái này mình ngâm mấy tiếng thì được cô hả? Mình có thể chuẩn bị trước chừng nửa tiếng cho cái gạo nó mềm. Tự vì khi mình chiên á, thì nó làm cứng trở lại nhưng mà nó đủ mềm để nó chín. Còn nếu mà mình bỏ gạo ngâm liền á, mình nấu cơm nó cứng, nó không có được mềm. Dạ. Lúc đó thì bạn có thể dùng tỏi lấy, dưới. Lấy cái mũ khác cho lấy cái đũa cho cô đi. Lấy cái đũa nha. Lấy cái đũa dưới thôi. Dạ. Bèo là. Bèo là có đồ đũa. Ủa đồ đũa xíu lắm cô. Ông bà lá xin ông một lần cho liền đó. Quý vị thấy không, bây giờ trước mắt á, là mình sẽ cho dầu vô hai muỗng canh dầu ha, rồi xong rồi cái mình cho chảo nóng lên, mình sẽ cho tỏi với gừng hả cô hả? Dạ, tỏi với gừng. Dạ, tỏi với gừng xong rồi cái mình phi cho thơm quậy lên cô. Quậy đi tùy ý con. nó mình phi lên cho nó thơm. Tự vì tôi không có muốn văng dầu ra ngoài cho nên tôi không có đợi dầu nóng. Mình có thể bỏ vào trước khi chảo nguội cho dầu nó không bị văng ra ngoài. Ở quê của cô có cái gì đặc biệt mà muốn kể cho quý vị nghe không cô? Hồi nhỏ cô có đi tắm biển Phú Yên không? Ở Phú Yên là ven theo thành phố là bờ biển. Cho nên chiều nào muốn đi biển nó ai người ta cũng về Phú Yên là người ta đi biển là cái chính. Tôi một lần mà tôi được về Việt Nam đi về quê tôi thì bạn có thể chạy bộ xuống biển hoặc là xe đạp. Vì từ quốc lộ đi xuống dưới biển thì nó chỉ khoảng chừng 2 cây số.
Cho nên bạn có thể đi bộ bằng cách chạy nếu bạn muốn tập thể dục. Biển khát, biển khát mơ. Anh em nắng khát trời mưa. Quân thì Quân khát anh như nắng khát trời mưa, còn bây giờ Mỹ Dân khát cái món mà cơm gà Phú Yên của cô quá. Em khát, khát quá. Thơm quá. Ảnh. Rồi bạn có thể dùng với muống cơm để có một cái màu vàng cho nó đẹp, hấp dẫn, thì bạn có thể dùng nghệ bột, một muỗng cỡ chừng muỗng bột nghệ. Rồi, wow. Rồi bạn bỏ gạo vào. Ồ thơm quá con. Nghe, tỏi nó nghe thơm. Một cái mùi đặc trưng của cái cơm gà rồi đó, cơm gà miền Trung đó. Thơm quá luôn rồi. Trời, mỗi lần mà con đi diễn cái miệt miệt miền Trung á con, là hả món gà muôn năm. Gà nướng, gà chiên, gà xào, gà kho, gà đủ thứ gà hết. Mà con thấy á, con thấy cái con gà của ngoài miền Trung á là nó màu vàng hả cô? Màu vàng là có phải là cái nghệ không, hay là tự nhiên cái da nó vàng cô? Người ta nói là gà thì gà vàng mới là gà ngon. Dạ đúng rồi. Khi mà lựa giống gà để nuôi, nếu mình lựa giống gà vàng, gà đi chợ mua con gà là phải lựa con gà vàng để mình có thể có một con gà nó thơm, nó béo, nó ngon. Tới hôm nay chị Vân ơi, em mới hiểu được là mình chiên cơm á, mình chiên cơm là cơm rất là gạo ngắn. Xong là chiên lên nè, chị Vân thấy không, chứ không phải là cơm nguội mình chiên đâu. Hả? Cơm này con rang lên xong con mới đem nấu mà quấn ha. Ủa vậy hả? Chứ không có chiên cơm. Em tưởng là cơm chiên nhé. Mình cũng có nhiều mấy cháu nấu sao chiên. Ăn cái là hiểu đó. Chiên nó vàng lên thì nó cứng hợp gạo tí xíu rồi mình mới đổ vào xoong. Có cần phải cho lửa lớn không cô? Lửa lớn lên, cho lửa mạnh lên. Cho lên ha. Số 10 luôn ha. 10 đi. Đúng rồi. Dang 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 ha. Em có thể băm cho một miếng ớt. Cô ơi, cái này mình sẽ làm để bên cạnh nó rửa xoong. Dạ, rồi chị có băm ớt hả cô ha? Phải làm đi, mệt quá. Đúng rồi đó, để em làm cho. Một em tí, làm một là xin lô tới sáng nó cùng một miếng thôi đó, một cái nó cay gớm lắm em ơi, chạy lâu cay gớm lắm khi quay là nó đó. Phu Yên mọi người, mọi người Đông Quân hôm nay, Đông Quân bật mí cho mọi người nha, ngày hôm nay Đông Quân đặt tên thêm cho Bella một cái tên nữa là cô gái cài nơ. Cô gái Việt Nam quá. Mọi người thấy không, mỗi lần mà Bella mà xuất hiện trong một cái chương trình nấu ăn của bếp nhà bà Tám là Bella có một cây nơ đó. Cho nên mọi nhà, mọi người có yêu quý Bella trong bếp nhà bà Tám thì mọi người có mua nơ tặng cho Bella đó, gửi tới 3636 đó. Kết phim tơ quá dưới đây được không cô? 3636 số đẹp đúng không? Mình có thể trộn hai cái này vô là hai cái này Bella, lại bỏ vừa rồi em mới đi biển phải không? Dạ đúng rồi. Tại sao em lại không cho mọi người cô, đi? Cô cái này cô có muốn diễn hơn nữa không? Hôm đó em với chị Vân hai người solo với nhau đó. Solo phải không? Hai người đi biển xong rồi em với chị Vân ghé chụp bật cổ. Giả giả à, vậy thôi đi con mặc diễn ra đi. Xong rồi em nhớ là em có ổ chị Vân có mua đồ chai về cho anh Quân nữa. Là bữa đó đó hả? Là bữa đi biển đó hả? Xong rồi chụp mấy cái tấm hình rồi show lên phải không? Là biển một bên và anh một bên phải không? Nhưng mà không thấy anh nào hết trơn, thấy biển không à? Vậy thấy biển một bên thôi mà chưa thấy. Rồi anh còn nghe kể là cái cô mà luôn luôn á mà giúp đỡ cho em về mặt tinh thần, về tâm lý á, để cho em đừng có buồn, đừng có khóc, đừng có khổ sở, đó là cô Đoàn phải không? Dạ đúng rồi. Cô Đoàn ơi. Đúng rồi đó. Bởi vậy con thấy cô Đoàn là một người rất là. Cô Đoàn là tiên đó. Cô Đoàn ơi, cô Đoàn ơi, con lỡ yêu một cái người mà cô Đoàn ơi, bây giờ làm sao cô Đoàn? Thì tới nói người ta mình yêu chứ có gì đâu. Vậy hả? Mình nói, người ta. Mình nói người ta sợ người ta chạy tám thước sao cô Đoàn? Vậy thì mình phải coi lại mình. Vậy hả cô Đoàn? Đúng rồi, cô Đoàn nói hay quá. Hay quá. Mình phải làm sao cho người ta yêu mình chứ? Trời ơi, mình làm cho người ta sợ. Mình phải mua lên hả cô ha? Mưu mô thì cũng không được, cái gì mà có thật à? Chứ đúng rồi, nếu mà mình mưu mô cái gì nó cũng xuất phát từ trái tim không con? Từ trái tim thì bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn từ trái tim nha. Rồi bạn, bây giờ dạ. Kìa, coi cô giả gì kìa. Mình chiên cơm vừa đủ chứ nó không thể chiên trên này được. Nếu mà bạn có thể có cái nắp dung thì bạn có thể đổ nước vào đây và làm cho nó chín để nấu luôn. Bây giờ
sẽ bỏ qua nồi ha con ha. Một cho chặt múc cho con, à, con để cho con múc nha. À, yes. Con để cái này xuống này đổ này, yeah. Rồi con múc qua đây. Cẩn thận nha. À. Cô ơi, bây giờ còn cái món này á, là con sẽ cho một muỗng muối vô. À, cho một muỗng muối. Cái cơm này, cái cơm này nó màu vàng đẹp quá ha. Dạ đúng rồi. Không hiểu sao mà tự nhiên nó màu vàng thế em ha. Như đây được chứ con. Thiệt á. Trời, con nghĩ em hiểu luôn. À, ừ, bao nhiêu? Không hiểu ha. Rồi. Tự nhiên bỏ nghệ vô nó vàng ha. Đúng rồi, bỏ nghệ vô là nó vàng. À. Đường không cô? Hay rồi đậy nắp lại nó có nắp dùng qua quên. À, dạ có. Cô quên là em phải cho nước mình nấu sốt gà vào. Dạ. Mình à. Cho nước xăm sóc hay là phân nửa cái cơm thôi hay sao con? À, vừa xăm sóc là cũng giống như cơm này nó đã được ngâm, dạ. Cho nên gạo nó đã nở rồi, dạ. Vậy thì mình cho xăm sóc ba con, à, hai muỗng, nó vừa thiếp, nó vừa thiếp cái gạo, ba muỗng, ngon quá cô ơi. Yeah. Thế bây giờ bây giờ học cô á là bây giờ Mỹ Dân đã phát hiện ra thứ nhất á là mình chuẩn bị một con gà mình xong rồi cái mình lấy một cái nồi mình nấu nước sôi lên, yeah. Cái mình cho một hai ba lát gừng vô, xong mình cho một cái lá chanh vô đúng không cô, rồi xong cái mình cho một muỗng muối vô, rồi mình cho một cục đường phèn vô, rồi xong rồi cái mình nấu lên cho nó chín, mình sẽ lấy cái nước đó để mình đi nấu cái cơm này, à. Rồi xong cái bước thứ hai là mình sẽ bắt đầu mình ngâm những cái rau này nọ giá để làm cho đồ chua, nhưng mà mình không có được bỏ muối để cho nó giòn. Rồi cái thứ ba nữa là mình sẽ làm một cái hành xay bào ra để chút xíu mình trộn với gà. Và ngoài ra thì cô còn giã cái lá é ra hoặc là bằm những cái lá é cùng với một chút xíu ớt và cho một muỗng muối vô để cho nó có cái nước gì vậy được biệt. Chưa cô? Dạ. Thêm nữa cô. Rồi sau đó đó thì cô mới cho một cái muỗng dầu ăn không vô và cũng cho cái riu riu rồi để riu riu đậy nắp lại. Dạ. Cô cho để sao bây giờ nó cạn không không lên lên cho nó cho nó cạn rồi mình bắt đầu riu ra. Cô mới cho tỏi với lại gừng vô để mình xào mình xào với lại cơ với lại gạo để cho cái hộp gạo nó được săn và nó được ngon không cô, nó thấm hơn cô ha. Và nó thơm nữa rồi khi đó là mình bắt đầu mình cho nước vô để mình nấu cho nó nở hộp gạo ra phải không cô? Rồi tiếp tới là bạn làm nước chấm nước chan, có nghĩa là nước luộc gà, múc nước luộc gà đổ vào. Yeah. Cái này thì tôi làm sẵn rồi, tôi đã pha sẵn rồi về nước luộc gà, nước mắm, chanh, đường và chắc chắn là không thể thiếu tỏi và gừng. Yeah. Và cho mấy cái ớt. Ớt mình cắt ra hay mình bằm ra cô? Ớt. Đã có gừng, đã có tỏi, đường, chanh, nước mắm rồi. Bây giờ đường, ớt thì cắt cái ớt nhỏ. Dạ để con cắt. Ủa cô. Cái lá này là nó nằm ở trong đây hả cô? Nó nằm trong đây rồi mình có thể bỏ lên trên cái cơm cái thịt mình trộn nữa. Cái đó để tí chấm gà hả cô? À cái này gà mình trộn đó rồi. Mình sẽ trộn đây, bây giờ mình tiếp tục. Bây giờ hỏi thì cô trả lời, nhưng mà trả lời bằng cách là mình sẽ làm. Yes. Để cho mình thấy gà đã được luộc chín. Dạ. Ngon quá cô ơi. Bây giờ mình sẽ xé một con gà thì bạn có thể ăn khoảng 8 người. Còn nếu mà ít người, nhà tôi thì thường ăn 4 người thì ăn nửa con. Ít quá vậy cô, con một mình con ăn hết nửa con đó. Sao mà 4 người ăn có nửa con, ít xíu. Cái gì mà có thịt cá rồi con mới ăn chứ còn ít mặt. Rồi bây giờ con xé ra hả cô? Bây giờ cái chuyện xé là con rất là nhường nhuyễn. Cái tay không? Bơm bơm. Nếu mà mình không muốn da thì bỏ da. Không, con thích da lắm. Ồ vậy hả? Cô nhà cô là da đồ lột và bỏ hết. Đau con gà quá. Đau con gà. Thấy đau con gà em ngủ. Bây giờ không cần phải cái cơm gà Hải Nam xuất hiện. Bây giờ có thể ăn hết nửa con gà này. Ngủ. Cười rất là gian sẵn. Đó quý vị có nhìn thấy bây giờ không? Cái con gà này của cô á rất là, con thấy cái mùi thơm của cô luộc có xong rất là thơm rồi con. Có nhỏ lửa lại. Nhỏ lửa lại cho cơm chín. Đó quý vị thấy chưa, bây giờ xé con gà rưỡi thôi. Cho nên bây giờ mình giữ cho cơm nó chín. Dạ. Cái ớt này mình xé luôn hả cô? Xé. Cái này mà không đeo bao tay mà xé chắc không ai dám ăn đâu ha. Đúng rồi ha. Đó. Ủa tại sao mình phải xé con gà ra cô?
mình trộn gỏi gà để ăn với cơm. Dạ. Ví dụ như có khi nào mình không có cần trộn gỏi không, mình để nguyên miếng nó mất cái vị cơm gà Phú Yên. Cái cơm gà Phú Yên nó có cái đặc biệt là phải trộn với cái muối ớt tiêu là é, rồi mình làm một tí đồ chua và mình chấm để nước để mình ăn chung với cơm. Dạ, ngon quá cô ơi, con cảm thấy rất là thú vị luôn đó. Vừa biết được một cái món ăn ở vùng quê của cô nè, một món ăn địa phương, và lại vừa được ăn thử cái cách mà cô nấu và về sẽ học liền. Bởi vì mà vì ở nhà mà nấu món này rồi á thì con nó đi ăn bên ngoài, nó nói thì con chỉ thích ăn cơm gà ở nhà của mẹ nấu. Yeah. Nó có một cái vị đặc biệt hơn là cơm gà Hải Nam. Đúng là rồi. Là nhờ cái muối é, cái lá é này. Cô, con có một lần con có dịp đi ra Phú Yên rồi, con có thử qua món cơm gà nhưng mà con cũng không thấy có lá é. Cái thời gian trước thì nó không có thịnh hành. Dạ. Nhưng mà sau này người ta gần giống như là du lịch nhiều đó. Dạ. Rồi người ta giới thiệu cái món đặc sản thì nhiều người ưa thích và hỏi tới. Dạ. Cho nên người ta mới biết là cơm gà Phú Yên. Cái món thứ hai nữa, gà nấu lá é thì cũng là món Phú Yên, người Phú Yên họ thích. Dạ. Cái đó là giống như là một cái loại lẩu có không? À, nó cũng như là loại lẩu á. Dạ. Cô ơi, con thắc mắc là hồi nhỏ ai dạy cho cô nấu món này với cô? Cái này cô đi ăn lâu ngày rồi, cô đi thật sự ra cô lớn Phú Yên nhưng mà cô đi xa nhiều. Chẳng hạn như khi mà cô ra trường, cô đi ra cô làm thì ở ngoài Đà Nẵng, Quảng Nam. Cô Bình Định, còn lúc nhỏ thì ở nhà cho tới lớp 5, lớp 11 thì mình cũng ít có ở nhà, nhưng mà đi xa rồi tự phải lo thì phải biết nấu ăn. Dạ. Với lại hồi xưa cô đã biết nấu ăn từ hồi 12 tuổi là phải nấu ăn rồi. Wow. Giỏi quá. Vì giỏi quá. Vì không phải thì cái hoàn cảnh lúc trước đó ai cũng vậy hết mà. Nhà mình người bởi vậy bếp nhà bà Tám rất là hân hạnh có mặt của cô Đoàn. Và quý vị ơi, sắp tới đây và những cái số tiếp tục nữa, quý vị sẽ nhìn thấy hình ảnh của cô Đoàn với những cái món ăn đặc biệt của cô Đoàn nấu nha. Cô Đoàn rất là hay luôn đó. Yeah. Bữa nay tụi con rất là vui luôn, được ăn cái món này là con cảm thấy rất là happy. Tại vì bình thường ăn cơm gà Hải Nam thì nó hơi bị béo quá đó cô. Thì sao mình không bỏ bớt con da đi? Cô không thích ăn da phải không cô? Không, thì con sợ béo thì nên đâu có đâu là... con thích ăn da mà. Ăn sợ da. Béo mà thích ăn da thấy ngộ không? Không, Mỹ Vân có một cái cách bé... ấy, giảm béo rất là hay. Đó là nhà của Mỹ Vân có một cái con đường rất là đẹp, đầy hoa hồng. Thế là mỗi buổi sáng Mỹ Vân, tối Mỹ Vân ăn cái gì mà béo béo là sáng Mỹ Vân chơi 4 vòng thôi, 5 cây số là coi như là cái bụng nhỏ xíu liền. Đó là phương pháp của Mỹ Vân. Hồi đó có Đông Quân á thì đó. Coi như là Mỹ Vân ốm hơn nữa đó. Mà bây giờ không có Đông Quân á thì hả, Mỹ Vân là coi như là đi một vòng, đi cũng là biến buồn á. Bạn đã xé ra thịt miếng như thế này, trộn cái muối é vào. Cái này chỉ có muối với é không mất cô ha. Rồi bây giờ mình mới bỏ lên không? Có cần bếp không, có sợ mặn không cô? Không, vừa rồi. Đó, ngon quá cô ơi. Rồi mình có thể cho nửa muỗng đường chút xíu. Dạ. Nhìn hấp dẫn quá cô ơi. Chút xíu đường thôi. Chút xíu đường thôi cơ ha. Vô đây hả cô? Rồi được rồi, được nhiều. Tại sao mình đổ đường á mình phải em gì đó. Tự là kiểu không phải. Chứ nó đều đặn ha cô ha. Cho nó rải đều nó mà em chuyện đơn giản mà nó em đổ cái này chút nữa nó không rớt ra, nó không chia đều thì nó chỗ này quá ngọt. Bởi vì bỏ đường cũng phải có kỹ thuật. Đúng rồi. Thấy bây giờ có kỹ thuật không? Đó. Kỹ thuật bỏ đường đó. Cái đó là nước chanh. Chút xíu nước chanh. Thấy bây giờ thông minh không? Ủa, nước cốt chanh ha cô. Mình thích ăn cánh cho nên là mình sẽ chừa là một cái cánh. Bây giờ bạn có thể dùng hành trộn tiếp. Trộn tiếp. Wow, sao cô xắt được cái hành mà nó mỏng dánh vậy ha? Hành này bây giờ cô có chảy nước mắt không?
Không, muốn hành không chảy nước mắt á, thì bạn lột vỏ cắt ra làm hai bỏ vô đông lạnh. 10 phút lấy ra cắt là không hề có nó không có nồng, nó không có còn cay. Anh nghĩ là sao với hồn? Tại vì rồi ngon quá quý vị ơi, nước nó không có bài ra chứ có cái gì đâu. Đó, thì nó hương rồi không? Đúng rồi nè, nhìn thấy chưa nè, sao mình cắt được? Bạn có thể trộn cái này mình trộn lên sức ha, à trộn lên nè, thấy chưa hấp dẫn chưa bao la? Trời ơi hấp dẫn quá. Nè, cắt một vài lát ớt bỏ lên. Cắt một vài lát ớt bỏ lên. Đây, mình sẽ cắt một vài lát ớt bỏ lên. Lát ớt mỏng mỏng cho nó đỏ. Mình trình bày lại cho nó ớt đẹp. Ớt này sao nó nhỏ xíu xíu. Không, ớt đây nè, em lượm cái ớt đây này hết. Dạ dạ dạ. Này hả? Tên tên tèn. Xong rồi đó. Nhanh ghê chưa? Rồi, bây giờ mình bưng cái nồi cơm qua đi cưng ơi. Thì bây giờ mình xới cơm đi. Không phải là cơm chính thôi. Không, không có nồi cơm khác, không có nồi cơm khác. Cái đó để ra riêng đi. À cơm này là để phụ quả để. Nhưng mà vẫn để nó nấu. À vẫn ăn có. Kéo cái đó ra thôi, bây giờ mình bưng cái nồi cơm thiệt sự của chúng mình vào đây. Nó chín rồi. Rồi cái này là tên tên tèn. Bây giờ dân xin đây Đồng Quật. Rồi xong. Ngon quá cô ơi. Cho cô cái dĩa nó giữ lại mấy cọng rau đi, mấy cọng rau để lên cơm có phải không cô? À để lên cơm. Dạ, mình cái đây con sẽ lấy cái này là nước để nước mắm để mình ăn. Nước mắm để mình ăn. Mình lấy khi nãy là mình làm nước mắm rồi mình dẹp mấy này nè. Dạ. Rau của cô nè cô. À giữ lại mấy cọng rau thôi. Cái đồ chua, cái đồ chua là cái mình, đồ chua của mình đây. À, đồ chua mình làm sẵn rồi đó. Ngon quá cô ơi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị ra một cái dĩa chung dĩa, hả? Rồi cái dĩa cơm không, cái cô? Dĩa để mình trình bày cái chén nhỏ, cho cô mượn cái chén nhỏ nhỏ. Cô ơi, hồi nãy cô nói là trong cái nồi này á mình đã có nêm muối, đường, cái gì nước mắm gì đó, thì cô nêm lúc nào vậy cô? Lúc mình nấu nè. Dạ, con hồi nãy con chưa có thấy cô nêm. Khi cái nước rang gạo đó là mình đã có, là lúc mà mình nấu nước luộc gà. Là có là muối. Mình có muối, có chút xíu đường phèn. Chút xíu đường phèn. Dạ đúng rồi. Và nếu mà mình muốn cái này nó mặn hơn thì thêm một muỗng muối, một muỗng đường lúc mình chiên gạo cũng được. Dạ. Do gia vị, nếu mà mình không thích mặn mình dùng bằng nước này. Nước chấm để mà nước chan lên để mà ăn. Bây giờ mình có thể trình bày, mình lấy cái chén mình làm một cái này nè. Đẹp chén cơm quá cô ơi. Rồi mình có thể dùng tới mình dọn cho mỗi người một dĩa như thế này. Dạ. Wow, đẹp quá cô. Quá dữ luôn. Wow, quá đẹp luôn cô. Rồi xong. Xong rồi mình có thể dùng mình tới xíu rồi chua cho cô cái đũa đúng khác nào. Thấy rồi, đũa đúng nào. Rồi, mình sẽ chụp hình. Mình sẽ chụp hình nó. Mình có thể để một chút giá đồ chua. Mình có một cái chén nước sốt. Nó miếng ớt nó chạy đâu hết. Ớt này cay lắm. Dạ, đừng có cay quá mẹ. Cô ớt cô nhà cô chồng luôn hả cô? À, ớt nhà chồng. Đó. Rồi tiếp tới mình gấp một hai cái lá rau cô này. Cô dĩa này mấy đồng cô? Dĩa này mấy đồng cô? Rồi muỗng đũa. Rồi đó, nè đúng không? Trời ơi, hấp dẫn. Bây giờ em cái sẽ gì ơi, đi. Cái gì có thấy chưa? Cái món này hấp dẫn chưa? Ừ. Bây giờ em và Bella sẽ đi mời mẹ và cô Mai cùng lên đây nha. Rồi, để mình thưởng thức chứ. Nhưng mà trước khi cho em chụp hình một kể gì. Đẹp quá, đủ thứ màu sắc luôn hả cô? Quá đẹp rồi, luôn. Bella với anh đi, Bella. Ok, ok, anh em mình đi. Và bây giờ cái sự chờ đợi trong hạnh phúc đã coi như đã đến rồi quý vị ơi, mà bây giờ coi như mẹ nóng ruột mà mẹ nói muốn ăn đó, cho mẹ ăn liền đi. Và bây giờ là cái phút giây mà hạnh phúc của mẹ phải có thể thử cái món này
Dạ mẹ hả? Cho phép ăn nha con. Dạ. Mẹ ăn cơm. Cái này có tiền ông cơ. Có đoàn. Có đoàn ơi, nãy giờ con ngồi dưới mà con nghe mùi thơm con chịu không nổi. Quá là thơm. Mà bây giờ nãy giờ đừng nhìn không được ăn. Trời ơi, thèm quá. Bây giờ là đã đến lúc mà mời mọi người dùng thử để biết món cơm gà Phú Yên. Cô ơi, con không biết dùng thử, con dùng thiệt à. Dạ. Đông Quân có nhìn thấy cái màu sắc nó quá đẹp không Đông Quân? Dạ, nó ngộ lắm. Tự nhiên cái cơm tự nhiên nó vàng hả? Ờ, nghệ tự nhiên nó vàng. Cơm nó vàng. Tự nhiên cà rốt nó cam hả? Mà cơm Phú Yên là phải vàng. Đúng rồi ha. Đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Mời cả nhà nha. Cả nhà vô nha. Mời. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, thì món cơm gà Phú Yên mà cô Đoàn đã giới thiệu đến quý vị là thứ nhất là cơm thì có cái màu sắc là nó vàng óng và nó rất là thơm. Thứ hai nữa là gà đậm vị của cái vị ngọt hả cô ha, của gà, và có cái lá đặc é. Biệt là cái lá é trắng giả cùng với muối, thêm một chút xíu đường, một chút xíu chanh để làm cho cái món ăn của mình nó thêm hấp dẫn, là giống như món gỏi vậy đó. Và cái món thứ ba là cái món dưa chua. Và dưa chua thì quý vị cũng thấy là cô Đoàn không hề cho một chút xíu muối nào hết, chỉ có đường và giấm thôi và nước thôi, mà nó mẹ ơi sao mẹ ăn không nghe rột rột. Mẹ ăn mẹ không có mẹ ăn mà mẹ ăn cũng được vô lý thiệt á. Mà bây giờ con nghe mẹ nhai gì quá thì con hỏi mẹ là mẹ ăn thấy làm sao. Mẹ nhai rột rột cái được á, đồ chua nó rất là giòn, nhìn nó mềm nhưng mà không biết sao ăn nó rất là giòn, thành ra con kêu cộp cộp là vậy á. Dạ đúng rồi. Rồi mẹ ăn miếng gà thấy làm sao? Dạ gà nó tuyệt tắc. Dạ, nó biết sao mẹ, nó rất là dừa. Dạ, nó rất là dừa. Dừa chỗ nó mà nó hơi mặn mặn hơn, mà không mặn mát. Mà nó hơi dừa. Cái vị nó có cái lá nó rất là thơm. Dạ. Lá này nếu ai thấy cần thêm thì lấy thêm. Gạo quá rồi. Dạ. Rồi, mà nãy giờ đó. Chị Mai có ăn thử chưa? Và mình ăn thử nếu rồi rất là ngon. Thêm hộp cơm á, nó rời ra từng hộp mà rất là thơm. Chị Mai. Dạ. Em xin lỗi chị, ngày hôm nay em bị liều. Em kêu chị bằng cô không à? Trời ơi, bây giờ sa phạt nha. Mà chào ăn nha. Sao bánh khó. Sao bánh khó. Mình cứ thái rồi, Thì thật sự là đây là những cái phút giây hạnh phúc nhất của nhà bà Tám. Hạnh phúc là sao? Hạnh phúc là một cái sự đoàn tụ của gia đình và những cái món ăn được nấu bằng cái tình thương, bằng cái tình yêu đối với gia đình. Và cũng như hạnh phúc đó là bởi vì chúng ta được thưởng thức cái món ăn đặc biệt của Phú Yên mà cô Đoàn đã giới thiệu đến quý vị. Và Mỹ Vân nghĩ là cũng rất là đơn giản, chỉ có khó nhất là cái món mà cái rau lá é thì hơi khó kiếm thôi. Nhưng mà nếu quý vị nào mà có nhà ý thì chỉ cần email đến chương trình mà Bếp Nhà Bà Tám. Bếp Nhà Bà Tám á, thì có thể là cô Đoàn sẽ bán không quý bạn nha, bán cái lá tới về cho quý vị trồng, và quý vị sẽ có thêm một cái món ăn đặc biệt trong gia đình quý vị và đem lại cái tình thương, cái sự ấm áp của bếp cho quý vị. Bye bye. Xin chào tạm biệt tất cả quý vị, đến chương trình sau.